nứt gót chân là bị gì, thì mọi người sẽ lo lắng là tại sao cái da chân mình dày lên một lớp và sau đó nó nứt, nó rẽ ra, và càng rẽ thì nó càng khô. Thì nhiều phần là do cái bàn chân của mình không cung cấp đủ nước, được đủ nước, cho nên là cái lớp da chết nó bong tróc ra, nó dày lên và nó không thể tách ra khỏi cơ thể. Giống như ví dụ như là trên da bình thường lớp da chết thì nó sẽ bong đi, nhưng mà ở da chân thì không, thì sẽ thường gặp ở những người có cái trọng lượng cao, cân nặng lớn thì áp lực trên chân nhiều, cộng với lại là họ đứng lâu, làm việc lâu, hay là gặp trong cái tình trạng ở người phụ nữ đã lớn tuổi đến thời kỳ tiền mãn kinh, thì cái quá trình sừng hóa ở da đôi khi nó gặp vấn đề hơi trục trặc một tí đó. Thì đấy là một trong những cái số nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng mà da khô nứt nẻ ở gót chân như vậy đó. Thì đôi khi cũng có thể là do nấm ở gót chân nữa, thì những cái con nấm nó mọc, nó sinh sôi nảy nở ở khu vực bàn chân gót chân, cho nên nó sinh ra cái tình trạng nứt nẻ gót chân như vậy. Thì nếu như mà mọi người đang gặp cái tình trạng đấy thì có thể sử dụng cái bôi thảo dược này nhá. Thì đôi khi là mình có thể là mình bôi trước khi đi ngủ, và mình bôi mới đầu á, chỉ cần nếu mà mình mới bị thì chỉ cần 1-2 tip thôi là sẽ rất là nhanh, và cái giá thành nó cũng rẻ nữa, cho nên là mình cũng không cần phải tiết kiệm quá. Mình bôi một lớp dày đủ phủ lên cái khu vực mà đang nứt nẻ, sau đó mình phủ rồi cho thêm một lớp gọi là lên lớp màng nữa cho nó dày dặn. Tại vì trong cái thời điểm ban đầu mình vừa mới bôi một vài lần đầu tiên thì nó rất là nhợt, và khi mà mình bôi đủ lượng ấy thì hôm sau cái da chân của mình nó cũng mềm mịn hơn và nó nhanh hồi phục, nó nhanh hiệu quả hơn đó. Thì sau khi mình bôi thì những ai mà có mới bị gọi là gọi là do điều kiện môi trường nó bị một vài bữa rồi thì mình có thể là bôi rất là nhanh, nhưng những ai có cái điều kiện môi trường làm việc hay là cơ địa nó sinh ra cái tình trạng nứt nẻ bàn chân, nên để gót chân kéo dài trong một thời gian dài vài tháng vài năm thì mình có thể là sử dụng 2 tip cho mình đó. 2 tip đầu tiên là thứ nhất là mịn da, làm ẩm da và giúp cho da chân của mình nó bớt nứt nẻ, nó mềm mịn hơn và nó có thể ổn định được. Và sau 2 tip đó thì đa phần là nếu như mà cỡ khoảng một vài tháng thì 2 tip là gần như là đã ok rồi, nhưng mà nếu mà ai mà rẽ tới một vài năm mà cái tình trạng nó dày cỡ này, nó rẽ rất là sâu, thì mình cũng có thể là cần phải thêm và sử dụng 1 tip nữa. Nhưng mà ít lắm, từ bữa đến giờ mình gặp rất là nhiều trường hợp chân rẽ toác rồi, nhưng mà đến tip thứ ba là nhiều lắm rồi đó. Và lâu lâu thì những ai mà có cơ địa phải làm việc, ví dụ như đi đứng chạy nhảy hay là phải làm việc đến đôi chân nhiều trong ngày, phải đứng nhiều, phải đi nhiều, thì mọi người có thể là mua thêm những cái tip dự trù tầm 5 đến 7 ngày, hay là thì mình bôi lại một lần để cho dưỡng đôi bàn chân của mình nó khỏe hơn, nó tốt hơn, nó mềm mịn hơn. Thì khi mà dưỡng như vậy thì nó sẽ không bị tái đi tái lại. Cái thứ hai là do môi trường, do cơ địa, do công việc của mình thì bắt buộc mình phải dưỡng đôi bàn chân của mình tốt hơn. Và đa phần thì cái này nứt nẻ này thì nó sẽ gặp ở phụ nữ, cho nên là chăm sóc sắc đẹp cho đôi bàn chân cũng là chăm sóc sức đẹp của bản thân mình. Chúc mọi người có sức khỏe, và nếu như mọi người muốn mình chia sẻ thêm các kiến thức về chăm sóc sức khỏe nữa thì mọi người cứ comment ở phần bình luận nhé.